Thì các bạn sẽ bôi một lớp keo lên trước. Các bạn định hình cái đường chúng ta cố định lên trước, rồi sau đó chúng ta sẽ bôi keo. Ở đây mình sử dụng bút chì để mình định hình. Đó. Keo này nó tiếp xúc với không khí thì nó sẽ rất nhanh khô. Nên là lúc mà dán thì mọi người nên tắt quạt đi. Ok, sau khi bôi đều một lớp keo lên cái mặt tủ xong thì bây giờ chúng ta sẽ bôi keo lên các phần máng đây. Chúng ta sẽ bôi qua một lớp keo trước cho nó tăng độ bám dính lên, không cần bôi quá kỹ ở phần này, chúng ta sẽ bôi cho nó có mặt tiếp xúc thôi. Chờ tí khô. Sau khi chúng ta bôi keo và chờ một tí như thế này cho nó khô, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dán định hình lên. Chúng ta sẽ ấn nhẹ cho nó dính. Đó, như vậy. Khi mà lúc mà keo nó đã hơi khô rồi đó, thì mà mọi người dán á thì nó sẽ không bị đưa lách, nó không bị trôi. Đó, như này mình keo nó hơi khô một tí rồi mình rất là dễ dán. Giờ mình tiếp tục mình dán. Đó, cứ như vậy chờ khô thôi. Ok, như vậy là bây giờ mình chờ keo nó khô thì là xong. Rồi, cảm ơn.